biểu tình chống cuốn phim ở Hoa Kỳ tại thành phố Kano, tiến từ Kano. Hàng chục ngàn người ở thành phố Kano của Nigeria đã xuống đường phản đối cuốn phim chống Hồi giáo đưa lên Internet ở Hoa Kỳ. Người biểu tình hô to những khẩu hiệu chống Hoa Kỳ, Do Thái và giết chết kẻ thù Hồi giáo. Quốc kỳ Hoa Kỳ, Do Thái và Pháp bị kéo lê trên đường phố. Phong trào Hồi giáo Nigeria là lực lượng Hồi giáo Shiite thân Iran đã tổ chức cuộc biểu tình. Các cuộc biểu tình chống cuốn phim Innocence of Muslims đã kéo dài tại các nước Hồi giáo gần 2 tuần lễ. Ông Mohamed Touri là người lãnh đạo cuộc biểu tình nói rằng cuốn phim hạ nhục phá hoại sự tôn kính của đấng tiên tri không nên xem. Tổng thống Barack Obama đã công khai lên án cuốn phim có nội dung chống Hồi giáo.